mình. Mình ơi. Dạ. Thì bây giờ hai đứa mình đi chặt xả như mình. Dạ. Ghê quá ông Tám ơi. Thấy không? Ông Mười. Ông Mười à? Ủa? Rồi, cái giờ này nó bị điếc hả mọi người? Ờ, nó bị điếc. Nó không có gì rõ rồi. Bự dữ hả? Lần đầu tiên thấy nó vừa điếc mà nó bự dữ luôn á. Ừ. Hồi xưa em có thấy cái bà kia ở trên em á. À. Mà bà... Bà lấy cái tay vừa điếc á. Cái bà dạt hai bên ra, bà để cái đó, bà làm cái gối nằm. Bà không biết sao nằm cứng nhắc mà nằm sao được á. Ủa bé hai ơi. Đang tắm xả đúng không? Trời. Biết cắt không đó? Anh bé hai nghĩ tôi là ai vậy? Tôi là ông Mười Thâm mà. Người miền Tây chính gốc đó. Phải không? Hồi nhỏ em nhớ ba mẹ em có kể lại câu chuyện là ở gần nhà có cái thằng kia nó bị thâm đít. Ba mẹ đặt nó là Mười Thâm. Không biết phải anh không? Vậy dắt tôi vậy đó. Bình thường á thì Duy á qua bên kênh của Dung TV là đóng vai ông Mười Thâm đó. Thì bữa nay á là trong thời gian mà Khánh Dung á chưa có làm thì Khánh nấu đồ ăn cho mấy đứa em ăn chơi á thì nhiều khi á là Duy nhập vai ông Mười Thâm nhiều quá. Được. Này người ta kêu là bệnh nghề nghiệp á. À, em diễn vậy em dám coi lại luôn á. Diễn như ghê em chết luôn. Sao con biết quấn cái thằng hả? Kiểu đó hả? Em hả? À, ừ. Em người miền Tây chính gốc mà. Nói chứ là em coi mạng á. Hôm bữa không, nhưng mà coi á không có hiểu người ta quấn theo kiểu như là hai bên người dắt lên vậy thôi. Ờ đúng rồi không mày ở này mình quấn theo kiểu của mình phải không? Dạ, em tự nhiên dắt cũng đại. Ừ. Nó cũng ga nhìn cũng giống người ta. Ừ. Thắm xin chào ông bà cô chú anh chị em và các bạn thân yêu. Bữa nay á thì anh Tân ở dưới An Thới á, ảnh có gửi lên cho Khánh là hình như đâu 20 miếng đậu hũ hoặc là hơn gì đó, Khánh không có đếm nữa nhưng mà Khánh thấy nhiều lắm. Rồi ở nhà thì có ớt, vừa có sả nữa. Nên là bữa nay thì Khánh sẽ làm cái món đậu hũ chiên sả ớt cho mấy đứa em ăn cho vui. Khánh xin mời ông bà cô chú anh chị cùng theo dõi nha. Bữa nay mấy bữa trước anh Tân ảnh bán đậu á thì cái có bữa thì trời mưa cái bị bán ế thì ảnh cho người ta, còn bữa nay thì trời không có mưa bán cũng được không có bị ế mà ảnh gửi lên ảnh cho Khánh. Được chưa chú Mười? Chị cho anh Mười cũng được rồi bé hai. Nói nghe ngượng quá. Ủa còn mà đúng không chị? Rồi, còn cái tép đó nữa, đây nè, tép này nó hết rồi. Làm nhiều xả, hồi mình chiên nó ăn nó mới ngon. Ừ, mình chiên á, mình bỏ xả vô mình chiên luôn hay là mình... Mình chiên xong rồi mình cháy. Chiên xong cháy để lên hả? Hay là để chị sợ chiên nha, chị chưa, chị cũng không biết, nó thấy người ta chiên thấy nó vàng đều hết trơn, nó không có bị khe khét mà. Chị không biết làm sao, mình chiên đại thử đi. Dạ. Thì vậy thôi mình một ít á mình bỏ vô mình chiên cho nó hơn, còn ít cái gì lăn sơ sơ nó tứ đi. Dạ. Rồi xíu nữa thì mình cháy sau. Dạ. Rồi mình trộn lên
này cái này xong rồi. Anh mời lên đây là anh mời. Ủa vậy hả cô hai? Bé hai. Ủa quên bé hai. Hôm qua thì á ngồi chị Ba Dung á là kêu bà ba bằng bé ba bẹn. Sao tự nhiên ngồi kể thì ông năm nách thì tùm lum nữa. Lọt ở đây luôn đi, vô nhà khỏi lọt. Đứng cầm đi. Vô nhà mình rửa. Được ha. Dạ được rồi, miễn mà mình rửa rồi. Đúng mà, chút nữa anh Trang có qua không cả? Chắc có. Chị Trang qua. Có qua không? Dạ qua. Có qua hả? Nhiều đỡ phải nhiều khi kiếm tép hai tép khỏi chạy đi xa, nhà có sẵn rồi. Trước bên em nhiều lắm á, bây giờ chỉ còn được có một bụi thôi, nước ngậm nó chết luôn ta. Không không hả? Thì sao con trai không trồng đó, nó chết không, giờ chỉ còn có một bụi ở trước cửa thôi. Tại cái ớt này hết tái, bữa hổng tái quá chừng này hết. Để đếm thôi, canh tăng cho nhiêu miếng đậu hũ nè. 2 4 6 63 là 9 10 11 12 14 16 17 nha, cho 20 miếng. Rồi hồi nãy trước khi về hắn cho dì Tư 3 miếng rồi. Ở đây còn 17 miếng. Mình chiên đậu hũ ha. Tụi cưng muốn thường thường khoái ăn sao? Dạ. Khoái ăn đậu hũ không? Thì em nghĩ là chiên rồi thì nó sẽ ngon. Thì em nghĩ chiên là nó ngon hơn cái vụ mà kho á. Không, ý là về khoái khoái sắc làm sao chiên á. Dạ. Sắc vậy hay sao? Cũng nhớ hồi nhỏ đi học á, lúc chị còn nhỏ xíu luôn, chị học cấp 2 á, là người ta thắt miếng đậu hũ ra làm hai cái hình giác vậy nè. Vậy hả? Rồi cái người ta chiên, cái người ta xịt tương cà với ớt đây. Không phải tương, tương ớt với lại tương đen á. Bán 500 đồng miếng. Dạ, mà lúc đó thèm lắm mà không có tiền mua. Trường em mà bán miếng đậu hũ nhỏ nhỏ vậy là 3.000 á, một miếng luôn mà không cắt nha. Chiên rồi á không? Dạ chiên rồi. Mà cái tương của cái người đó là kiểu như tương hộp á, người ta xay ra chứ không phải là tương mà người ta mua thùng. Nó ngon lắm. Ăn cái là ghiền cái mùi tương á. Dạ đúng rồi. Với đậu hũ nó giòn giòn, nó nóng nóng á. Đang đói bụng ăn ngon lắm. Chiên xả tự nhiên ngắt cái chảy nước miếng kìa. Đã lấy cho tôi làm liền luôn. Anh Tân có cho Khánh thêm 3-4 bịch sữa đậu nành với lại là 1 ký tương nữa, 1 ký tương hộp. Tương hộp ở nhà mẹ khoái ăn, mới đem về cho mẹ để mời cái kiếm chú già sống về ăn cơm bữa. Tụi tương biết ăn không? Dạ. Biết ăn không nào? Được. Em ăn được. Chứ em chưa ăn cơm với chú già sống. Vậy hả? Dạ. Đó, chú già sống ăn với tương là chưa thầy ăn, á. Chưa ăn, ăn tương với cái gì đó, ăn chấm gì đó chứ chưa ăn với chú già sống. Thầy á cưng. Chị biết gì không? Gì? Cám ạ. Ngon quá. Thôi, hôm bữa sinh năm tái, vài hái nữa, chủ vườn nó vốn mà. Thôi giờ chị đi chiên đi. Bằm thơ thơ miếng đi. Chị đi chiên, chị ướp vô chị chiên. Ha. Chị chiên tốt rồi tụi cưng sẽ thao.
đói bụng quá, sáng giờ chưa ăn gì đó. Ướp vô đây một miếng hạt nêm. Hạt nêm hay là muối? Em không biết nữa. Chị thử, chị ướp thì cũng được. Hạt nêm miếng muối nè. Hát bỏ vô nè. Chị cưng chị ăn cay phải không? Dạ. Con Quy biết ăn đậu hũ không Dâm? Vì biết ăn đậu hũ không? Biết không? Biết thì mẹ chừa một miếng mẹ chiên tước cho. Xác gì kỳ cu đen? Ô quên. Quên. Sắc gì kỳ vậy? Chứ sắc gì đâu, sắc mỏng hả? Ừ. Chứ sắc kia vậy lắm. Ừ. Hánh ăn dụng nè mọi người. Nè mọi người ăn dụng. Đó, thấy chưa, thấy chưa, thấy chưa. Chiên đậu hũ trước hay chiên sả trước ta? Không hiểu luôn á. Người ta ăn nhiều thì người ta chiên sao mà nó không có bị nó vàng nhiều hết trơn. Vậy hả? Ừ. Em nghĩ là chị bỏ vô chị lắc á. Ừ. Chị lắc cho cái đậu hũ này. Lắc trước rồi. Thì mình có ướp vô. Thì làm lại vậy đang chút nữa chấm ăn. À, nhưng mà trong tàu mình có ướp gì không á? Không, tại nó khô queo nè, giờ cứ ướp nó đâu chứ thấm đều đâu. Ừ. Em lấy thêm đây. Hỏi ướp đi, hồi mình chấm tương đen với lại tương ớt ăn cho nó ngon. Ngon quá, ngon luôn rồi. Này mà chấm tương đậu với tương ớt. Ôi trời ơi. Đỡ khác đó hả? Luôn. Cái này mẻ này là mẻ cuối nè. Khánh để xả bầm vô luôn. Nó bụng lắm rồi đó. Chị Dung cũng thèm lắm rồi. Cái gì? Sả hả? Ừ. Ốc chanh.
Ăn như ớt lúc nó gơm vậy. Ừ. Hắn chỉ có làm gơm là. Ừ. Nhưng mà làm vậy ăn nó không chắc là nhúng bột nữa nó mới giòn á. Ừ. Còn không nhúng bột nữa. Ừ, nó chỉ xé ra hả? Ừ. Đây. Bây giờ Khánh bắt đầu Khánh cháy xả. Cái mình đổ mình chút mình để lên trên mặt. Sao? Bây giờ mình chiên một lúc á. Anh lấy cái này. Như vậy. Mình sẽ trải xả cháy làm sao. Còn như đây chút nữa chị rắc cái kia lên. Mình không biết làm thì mình làm theo cách mình biết thôi. Ngon quá ngon luôn. Khánh chờ là nhiễu qua cái dầu xuống. Xong rồi cái Khánh dắt xả lên đây nè. Đậu hũ chiên xả ớt xong xuôi rồi. Giờ mình chấm với tương ớt, tương với đen, tương cà gì đó. Ai muốn ăn gì thì ăn. Khánh xin mời ông bà cô chú anh chị cùng ăn đậu hũ với mấy chị em nhà của Khánh. Xin mời cả nhà. Xin mời cả nhà. Qua thì cầm máy xíu nữa qua sẽ ăn sao. Chị ba cho tới ăn đi tôi cưng. Ui trời ơi. Không thiệt á. Thử cái xả. Ăn gì thơm ở cho ăn đi. Ờ cái món này ngon, cái món này bạn nó ăn chay nó ăn món này nè. Ăn thử ngon. Nó giòn. Ủa, ba tương luôn hả? Ngon quá. Chấm đi gì? Đâu có đậu nghệ đâu. Món này thầy nó đi học. Ừ, để ý ăn người khoái tương tương đen. Không, tương này cũng khoái á. Có phải tương tư không nhỉ? Không, tương tư. Tương tư nó khoái em à. Đúng rồi. Đó, đâu khoái chị không mà. Không nhìn quá em. Ừ. Thôi mệt quá mình bị thiếu muối mọi người. Nó bị lạc đề. Em bị thiếu muối. Ăn bóc ngon vậy, ăn bóc nó ngon thôi. Ừ. Ta ăn chay, ta ăn món này nè. Đậu hũ chiên xả. Ngon quá. Bây giờ đồ chay làm công phu lắm, nhiều món. Tầm đủ hướng kiểu hơn. Khánh làm một miếng thiệt là ngon. Có xả nè. Mình không ăn mình không biết. Người ta ăn người ta biết làm. Nhiều món dữ lắm. Đồ chay khó làm hơn đồ mặn. Mắc hơn nữa. Đám tiệc đãi đồ chay mắc lắm. Mà người ta nêm chay có vị ngon thì con. Người ta nêm toàn là rau củ á. Mà chị ăn đám chưa ăn đám chay bao giờ? Tại
tại vì mình ăn mặn á, cái người ta làm một mâm chay ta để dành cho mấy người ăn chay thôi, chứ mình đâu ăn chung đâu, mình biết thấy là ăn, thấy là làm thôi. Còn ở nhà em đó là ví dụ đám giỗ là ngày hôm trước buổi chiều là làm đồ chay, cái ngày hôm sau là làm đồ mặn. Là một đám làm hai lần. Còn ở buổi chiều mình cái ngày đám giỗ chính là có mua cơm chay buổi chiều. Cái đó là cúng á, cúng chay á. Nhưng mà đẩy mặn kiểu vậy á. Chắc dữ quá. Cúng chay cái hôm sau cúng mặn. Đậu hũ thì ngon nè. Tụi cứ ăn thấy vậy không? Ngon. Với lại nó còn nóng mình ăn nó giòn. Cái anh này cái lò anh làm á. Nhà anh làm anh cho vậy á. Vậy là làm rồi bán luôn đúng không vậy? Anh bán luôn, chợ bỏ món anh nhiều quá. Một cái cái gầm như là bán mấy ngàn miếng. Rồi. Bỏ dễ không hả ta? Bỏ dễ không nửa giá hả? Chị không biết thì nhiều giá nhiều chị không mấy. Thì cái lò ở đây gần nhà chị nè là phải lấy số nhiều, bỏ 5.000 ba miếng, còn ta bán là 10.000 ba miếng. Nửa giá rồi. Mà 5.000 ba miếng hay vẫn còn lại nha. Lời cái xác ta yêu ăn mình á. Ở tên em thì đó bán đúng không? Bán một miếng tàu của chị 2.000 gần nhà luôn. Cái đó nói sầu giá ngon lắm em cũng ăn. Sầu giá của mình bán á. Ngon ngon. Ừ, ăn chừng cuốn là thấy